Xin mến chào cả nhà quay lại kênh. Hôm nay kênh chia sẻ với cả nhà một món ăn rất là thơm ngon cho gia đình ha. Vào những ngày cuối tuần, đó là gà nấu nghệ. Món ăn này cả nhà có thể nấu cho gia đình mình ăn đổi món hàng ngày ha, hoặc là mình đem để khách cũng được, cũng rất là ngon. Để nấu cái món ăn gà nấu nghệ này, cả nhà nào ưa thích món này thì xin mời cả nhà hãy cùng mình vào bếp nấu cái món ăn gà nấu nghệ này nha. Món ăn này rất là ngon và cũng dễ nấu lắm cả nhà ơi. Để nấu món ăn gà kho nghệ thì ở đây mình có chuẩn bị nửa con gà nha. Nửa con gà này có nửa ký thôi, thì gia đình mình ăn bao nhiêu thì mình sẽ mua gà bấy nhiêu nha. Rồi để gà kho nghệ thì ở đây mình có chuẩn bị là bột nghệ sẵn này, một ít sả đã băm nhuyễn ha, tỏi và củ hành tím mình đã đập dập rồi nè. Để cho cái món ăn của mình nó thơm hơn thì mình cần một ít hành cộng ha, tiêu và ớt. Và trước tiên thì mình sẽ đi cắt gà này ra. Gà mua về rồi mình rửa sạch qua nước muối ha, qua ít rượu và gừng để cho giảm cái mùi tanh đó. Sau đó mình sẽ hớt gà này ra thành những cái miếng nhỏ vừa ăn với gia đình của mình thôi. Thì gia đình của mình á, nếu mà đông người thì mình mua hơi nhiều, còn ít người á, thì mình mua ít ha. Sau khi gà mình đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ ớt ha. Mình sẽ ớt vào trong thịt gà này, cho thịt gà này thấm nè. Mình ớt vào trong thịt gà này là 2 muỗng nước mắm nhĩ Quốc Hải nha. Ai thích ăn đường thì mình sẽ ớt vào đây một muỗng đường này tương đương với 4 gram ha. Rồi một ít hạt nêm chay, chèn ít bột ngọt nha. Rồi mình cho một ít bột nghệ vào mình ớt luôn. Mình trộn đều lên, ăn cho gà nó sẽ thấm gia vị á. Bột nghệ ăn rất là tốt cho sức khỏe ha, chữa trong những cái cơn đau của đau bao tử đó. Nên là bột nghệ rất là công dụng trong ăn và uống để trị bệnh. Nên hôm nay là mình nấu gà này, gà bằng bột nghệ. Rồi mình ớt gà này, mình để cho gà thấm tầm cỡ khoảng 10-15 phút rồi mình hãy đem đi nấu nha. Tiếp theo thì hành thì mình sẽ cắt khúc thành những cái khúc nhỏ vừa ăn thôi. Và ớt thì mình có thể là sắc lát hoặc là băm nhuyễn để mình xào chung với sả ha, hoặc là mình để sau cũng được. Nếu gia đình nào có bé nhỏ không có ăn ớt cay được á thì ớt mình khỏi cần sắc. Mình để nguyên trái ha, thì khi ai ăn thì ăn, còn có bé nhỏ thì nó sẽ không ăn được. Và tiêu thì mình để nguyên như vậy. Sau khi gà đã thấm gia vị rồi, tầm cỡ khoảng 10 đến 15 phút thì mình sẽ bắt cái chảo dầu nóng lên. Cho hết phần tỏi nè và củ hành tím vào để mình sấy cùng cho nó thơm nha. Và sả thì mình cũng để vào luôn ha, mình sấy hết phần hỗn hợp này nè để cho nó thơm đó. Cho một muỗng bột nghệ ha, một muỗng cà phê bột nghệ vào. Bột nghệ thì nó có cái màu vàng vàng lên, nó rất là đẹp.
để cho cái màu này nó tươi lên hơn ha, nó đẹp hơn thì mình cho một ít dầu điều nữa, ít thôi. Lúc này mình thấy những cái hỗn hợp này cái màu nó rất là đẹp nè. Sau đó mình sẽ để gà vào. Mình xơ gà này lên ha, cho gà nó sẽ thấm hết nè. Lúc này mình khoan hả, để nước vào nha, mình để cho gà nó sẽ săn lên. Rất là thơm nha cả nhà. Mình cứ dặn ở lửa nhỏ thôi thì cái đá nồi nó sẽ không khét ha. Mình sơ mình xào từ từ để cho thịt gà này nó sẽ săn lên. Cả nhà thấy màu của thịt gà giờ nó rất là đẹp chưa? Màu của nó rất là tuyệt vời nha. Khi gà nó đã săn hơi săn lại á thì mình sẽ cho một ít nước vào, mình cho một ít nước thôi nha. Cho từ từ. Gà kho nghệ là một món ăn rất là ngon nha cả nhà. Sau khi gà mình kho tầm có khoảng 5 phút rồi ha, mình sẽ cho thào một ít nước nữa. Mình sẽ để vô một ít nước nữa nha. Có nước thì gà này nó sẽ chín được đều hơn nè. Sau khi thịt gà của mình đã nấu được 15 phút rồi nè, thì mình kiểm tra, nếu mà mình thấy gà mình chín ha thì mình nêm nếm gia vị lại rồi mình tắt bếp thôi. Còn nếu mà mình thích ăn mà gà này ăn dạng mà kho dạng cho nó khô nó sọt thì mình kho thêm để cho nó sọt lại nha. Nên là ở đây gia đình mình ăn là dạng kho sọt sọt lại chứ không có để nước như thế này, nên mình kho thêm cho khi nó ráo nước nó khô nước vào lại luôn. Về gà của mình thì sắc cục cũng hơi to ha, mình coi gà của mình chín chưa thì mình xơm nè. Mình xơm á, gà mà nó lủng nè, với nó không có ra nước màu đỏ nữa thì gà của mình cũng đã chín rồi. Nhưng mà nếu như vậy thì mình cũng phải nấu thêm một chút nữa cho gà thật là chín nha.
gà nấu nghệ ăn rất là ngon và cũng rất là thơm nha cả nhà, rất là tốt cho sức khỏe. Mình xào á, mình sơ qua sơ lại nè cho gà nó được chín đều hết gia vị đó, chín đều hết xung quanh gà ha, bạn thấm gia vị nữa nó rất là ngon. Đó, sau khi gà nó được sọt lại rồi nè cả nhà, đó, nó sọt sọt như thế này thì mình nêm gia vị lại xem mình đã nêm lúc nãy là đã vừa ăn chưa. Thì mình nêm á thì dùng cái muỗng để mình nêm nha, mình múc bằng nước mình nêm để cho nó chính xác hơn đó. Sau khi mình nêm nếm gia vị á, đã vừa ăn đủ hết rồi ha, thì mình sẽ để hầm vào thôi. Đó, gia đình mình thì thích ăn kho cho nó sọt sọt như thế này. Rồi mình để ít hầm vào ha. Để tiêu mình cũng để vào luôn. Và gia vị á, thì mình nêm nếm lúc nãy á, nó đã vừa ăn hết rồi, mình không có để thêm nha. Sau khi mình để vào xong hết thì mình sẽ tắt bếp. Quá trời da da nó kêu luôn cả nhà. Rồi mình chia sẻ với cả nhà về món mình đã chia sẻ xong với cả nhà về một món ăn rất là ngon, gà nấu nghệ ha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái món ăn sau. Nếu cả nhà nào mà thấy thích cái món ăn này thì cả nhà hãy bấm cho mình là một nút like và chia sẻ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.